Patrick Lê Giang giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hòa may mắn Quảng Nam, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không chê trọng tài. Trước đối thủ chủ nhà dù là tân binh nhưng đã có màn ra mắt khá hay ở vòng trước, phải nhờ tài năng của thủ thành Patrick Lê Giang, đội Thành phố Hồ Chí Minh mới có được một điểm ra về ở vòng 2 V-League 2023-2024 vào ngày 29 tháng 10. Thất bại tức tử trước Nam Định với bàn thua từ chấm phạt đền ở phút bù giờ ở vòng trước, tân binh Quảng Nam cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt ở sân chơi V-League. Thực tế trong trận ra mắt trên sân nhà vào ngày 29 tháng 10, dù chưa thể giành chiến thắng nhưng các học trò của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã trình diễn một lối chơi khá cuốn hút. Liên tục gây sức ép cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do nhà cầm quân nhiều kinh nghiệm Vũ Tiến Thành dẫn dắt. Nếu như Mạch Ngọc Hà, Nguyễn Đình Bắc hay Hoàng Vũ xem sân chính xác hơn một chút nữa khi xử lý các tình huống cuối cùng thì đội bóng xứ Quảng đã có thể gây sốc. Hoàng Vũ xem sân thực sự đã tạo ấn tượng trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Anh chơi xông xáo, một phần vì đã quen thuộc cách bố trí phòng ngự của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, phần khác cũng có thể do tác động từ việc bất ngờ có tên trong danh sách ứng viên quả bóng vàng Việt Nam 2023, nên chơi khá thăng hoa. Tiền đạo nhập tịch này cùng với bộ đôi ngoại binh Paulo Conrado và Yago Goncang liên tục khuấy đảo, khiến cho hàng thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều phen sóng gió. Một trong những cơ hội đã chuyển thành bàn thắng sớm khi trận đấu chưa được 10 phút. Trung vệ Brandon Lucas chạm tay trong vòng cấm địa và Paulo dễ dàng ghi bàn từ chấm 11m. Lẽ ra Quảng Nam có thể bảo vệ được thành quả nếu như phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không có sự năng nổ và càng chơi càng hay của tiền vệ Bùi Ngọc Long. Trong khi các tiền đạo ngoại của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành như Nebje Madiba và Timai Chay chưa chứng tỏ được nhiều thì Ngọc Long trở thành cứu tinh. Pha đột phá dũng mãnh của anh ở cuối hiệp một buộc Mạch Ngọc Hà phải phạm lỗi trong vòng cấm và Neb phải mất đến hai lần sút 11m mới thắng thủ môn Văn Công. Gỡ hòa 1-1. Cũng chính Ngọc Long đã tạo áp lực buộc Ngọc Hà suýt phản lưới nhà nếu như thủ môn Văn Công không kịp đổ người cứu thua. Nhưng nổi bật nhất trong trận này chính là thủ thành Patrick Lê Giang. Hiệp 2, Quảng Nam chơi rất hay cũng là lúc Lê Giang chơi vô cùng xuất sắc, ra vào nhanh dứt khoát, cứu thua rất nhiều tình huống cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Như cú sút xa của Mạch Ngọc Hà, quả đánh đầu của Hoàng Vũ xem sần và những lần vây ép khác của Văn Trạng, Paulo. Chỉ duy nhất một lần Lê Giang bị đánh bại là cú sút hiểm hóc của Đình Bắc nhưng may mắn cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi bóng tìm trúng cột dọc. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Tiến Thành nói, tôi hài lòng về kết quả và lối chơi. Cả hai đội đều tấn công và việc cầu thủ dính thẻ do đá rất quyết liệt đôi khi hơi rắn cũng bình thường. Một vài tình huống nếu có VAR chắc chắn sẽ tốt hơn, tránh bị sốc lỗi hoặc phạt sai. Nhưng tôi không có ý kiến gì về trọng tài, hai quả 11m chia đều hai đội là đúng. Còn những hành vi phản ứng của BHL khi trận đấu nóng cũng dễ hiểu, nhưng chúng tôi không làm gì thái quá. So với mùa bóng trước thì lực lượng của đội trong năm nay có sự tăng cường đáng kể. Cầu thủ vào sân chơi với tinh thần tốt, tuân thủ đấu pháp và có sự tập trung cao. Tôi cho rằng mới qua hai vòng đấu chưa nói lên điều gì bởi thực tế sau hai trận khoảng cách giữa các đội mùa này không lớn. Đội nào vào sân có tính tổ chức cao thì sẽ thành công. Nhận xét về đối thủ, ông Vũ Tiến Thành cho biết, Quảng Nam là đội chơi rất kỷ luật. Tôi có xem họ đá với Nam Định rất hay. Dù là tân binh nhưng Quảng Nam chơi không hề e ngại bất cứ đội nào. Hòa được với họ trên sân Hòa Xuân đã là thành công của chúng tôi. Về Đình Bắc, cầu thủ này tôi biết từ khi còn làm giám đốc bóng đá ở PVF, đó là một cầu thủ trẻ tài năng từng chơi rất hay ở các giải U21, U19. Không phải ngẫu nhiên mà ông Chu Si, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam lại chọn anh ấy cho các trận giao hữu FIFA Days vừa qua. Tôi nghĩ Đình Bắc sẽ còn tiến bộ rất nhiều. Còn huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn nhìn nhận, đối với đội bóng tân binh mà đá trên sân Hòa Xuân có kết quả như vậy là được. Bản lĩnh và kinh nghiệm dù còn hạn chế nhưng lối đá của đội đã thể hiện khá tốt. Tôi chỉ tiếc là có cơ hội tốt ở hiệp 2 nhưng thủ thành Patrick Lê Giang quá hay đã cứu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một tháng, sự chuẩn bị của chúng tôi còn nhiều khó khăn do điều kiện sân Quảng Nam bị ướt không tập được. Nên việc phải chuyển đến sân Hòa Xuân thi đấu, cần có thời gian thích nghi. Nên khởi đầu như vậy cũng là nỗ lực của toàn đội. Tôi cảm ơn sự ủng hộ của rất đông khán giả đến sân hôm nay đã tiếp thêm động lực.
Chúng tôi sẽ cố gắng qua từng trận vì V-League rất khốc liệt, đội nào có bề dày lực lượng, kinh nghiệm, lối chơi tốt thì sẽ vượt lên. Còn Quảng Nam thực sự không đặt mục tiêu vì với tôi đứng thứ 4 hay thứ 12 cũng như nhau. Dù sự kết nối qua hai trận còn vài hạn chế nhưng tôi tin rằng qua từng trận, Quảng Nam sẽ chơi tốt hơn. Tôi hy vọng người hâm mộ Đà Nẵng sẽ đồng hành cùng Quảng Nam để giúp chúng tôi chơi tốt lên qua các trận ở mùa giải này. Với Đình Bắc, tôi sẽ giúp cầu thủ trẻ này từng bước được thi đấu nhiều vì anh còn thiếu kinh nghiệm ở sân chơi V-League. Trận này tôi sắp anh ở vị trí tiền vệ cánh sở trường và dĩ nhiên Bắc cần thêm thời gian để khẳng định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Thank you.